Theo, nước tiểu hôi là ít ôi, dễ được, không có phạm lỗi. Này các tỳ kheo, có bốn loại ít ôi, dễ được, không có phạm lỗi nào. Này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo biết đủ với các loại ít ôi, dễ được này, ta tuyên bố rằng đây là một chi phần sa môn hạnh của vị ấy. Biết đủ với sự vật ít ôi dễ tìm được, lại không có phạm tội, tâm không bị phiền nhiễu. Về vấn đề sàng tỏ, y áo và ăn uống, tâm không bị lo lắng về phương hướng phải đi, các pháp được tuyên bố thuận lợi sa môn hạnh, họ được có đầy đủ với tỳ kheo biết đủ, với vị không phóng dật. Dạ thưa con, kính trang tri ân kinh sư và con kính trang đạo tràng. Sa tu thì nạn âm Sita Lạc Lê hả? Chưa đọc hả? Để có là chiếc máy không? Để có xin máy xin mời nhà Sita Lạc Lê. Namo Buddha Giá, Namo Thamma Giá, Namo Sangha Giá, Chính Đại Lễ Ba Ngôi Tam Bảo, Đức Phật Giáo Pháp và Chư Tăng, Chính Đại Lễ Đại Đức Minh Hạnh. Kính chào toàn thể các quý đạo hữu trong room. Con xin được kể kinh đọc kinh tiểu bộ Y Tý Bút Tạc Cá tiếng 44 pháp phẩm 1 bài 101 La Mã. Cảm ơn xin cảm động. Này các tỳ kheo, có bốn pháp này ít oi dễ được và không có phạm lỗi. Thế nào là bốn trong các loại y? Này các tỳ kheo, y phấn tạo lượm được từ đống rác là ít oi dễ được và không phạm lỗi. Trong các loại để ăn, này các tỳ kheo, đi khất thực từng miếng là ít oi dễ được và không có phạm lỗi. Trong các sàng tọa, này các tỳ kheo, gốc cây là ít oi dễ được và không có phạm lỗi. Trong các loại dược phẩm, này các tỳ kheo, nước tiểu hôi là ít oi dễ được, không có phạm lỗi. Này các tỳ kheo, bốn loại ít oi dễ được, không có phạm lỗi nào. Này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo biết đủ với các loại ít oi dễ được này, ta tuyên bố rằng đây là một chi phần sa môn hạnh của vị ấy. Biết đủ với sự vật ít oi dễ tìm được, lại không có phạm tội, tâm không có bị phiền nhiễu. Về vấn đề sàng tọa, y áo và ăn uống, tâm không bị lo lắng về phương hướng phải đi, các pháp được tuyên bố thuận lợi sa môn hạnh, họ được có đầy đủ với tỳ kheo biết đủ, với vị không phóng dật. Dạ Nam Mô Phật Thầy, dạ con xin được xin. Dạ bây giờ chèn có sức nhiệt huỳnh thầy nha. Chúng em thấy nguyên tỉnh và nguyên tỉnh đi mất rồi. Kính bà xin nhiệt huỳnh. Dạ, sa thủ kính cảm ơn Minh Quát Tham Đán. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, con thành kính lãnh lễ Thượng Tòa Pháp Tăng cùng Chư Tôn Đức vừa quan lâm vào đạo tràng. Dạ, cảm ơn Chích Trang Đông, cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô, tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, Tâm Phương vào rồi có ông bài chưa Tâm Phương ơi? Alo, Tâm Phương có ông bài chưa? Dạ, kính lễ cô tu nữ thăm mát cho đi rồi vào đạo tràng. Dạ, cô tu nữ thăm mát cho đi lâu lâu mới vào đạo tràng, có thể ôn bài không thì xin đưa bàn tay ạ. Dạ, cảm ơn Quỳnh. Dạ, cô tu nữ thăm mát cho đi có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Dạ, kính chào anh chị Phan Quang Liêm và vào đạo tràng. Vậy là cô vào, cô không nghe được âm thanh Nhật Quỳnh rồi. Nhật Quỳnh biết có một cô tu nữ núp lùm, không có cầm mít được nên hay sao mà núp lùm. Dạ, vậy là không có, vậy là cô tu nữ tâm má cho đấy không có cầm mít được rồi, không thấy tín hiệu. Dạ, con xin được ông bài pháp cứu kinh ông bài kinh tiểu bộ. Dạ, cảm ơn huynh Bát Thanh Á cho bài học. Dạ, con thấy thượng tọa pháp thân tăng đã giao rồi, rất là tri ân sư.
Kinh Tiểu Bộ Itivuttaka chương 4, bốn pháp phẩm một La Mã, bài 101. Này các tỳ kheo, có bốn pháp này ít oi, dễ được và không có phạm lỗi. Thế nào là bốn? Trong các lời y, này các tỳ kheo, y hướng tạo luận từ đóng sát là ít oi, dễ được và không phạm lỗi. Trong các loại để ý ăn, này các tỳ kheo, đi khất thực từng miệng là ít oi, dễ được và không phạm lỗi. Trong các sàn tò, này các tỳ kheo, gốc cây là ít oi, dễ được và không có phạm lỗi. Trong các loại dược phẩm, này các tỳ kheo, nước tiểu hôi là ít oi, dễ được, không có phạm lỗi. Này các tỳ kheo, có bốn loại ít oi, dễ được, không có phạm lỗi nào. Này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo biết đủ với các loại ít oi, dễ được này, ta tuyên bố rằng đây là một chi phần sa môn hạnh của vị ấy. Biết đủ với vật ít, ít oi dễ tìm được, lại không có phạm tội, tâm không bị phiền nhiễu về vấn đề sàn tò, y áo và ăn uống, tâm không bị lo lắng về phương hướng phải đi. Các pháp được tuyên bố thuận lợi sa môn hạnh, họ có mặt đầy đủ với tỳ kheo biết đủ với vị ấy không phóng dật. Dạ, bản kinh văn đến đây đã chấm dứt. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức Nhật Quỳnh, kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, cô tu nữ Thâm Má Cha Đế Nhật Quỳnh thấy cô có tín hiệu rồi, cô có ôn bài không? Cho Nhật Quỳnh một tín hiệu để Nhật Quỳnh nhường mít đến cô ạ. Alo, cô tu nữ Thâm Má Cha Đế ơi. Dạ, không thấy của cô tu nữ. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, dạ con kính bạch thượng tọa pháp thân. Bây giờ không có những vị đưa bàn tay của mình lên, chúng con có thể thỉnh pháp sư sớm một chút không, pháp sư, để chúng con được học bài sớm không ạ? À? Mấy hôm nay đạo tràng chúng con bị khác pháp, pháp sư. Dạ, sư có ở trước máy chưa? Sư có thể cho con một tín hiệu, có thể chúng con thỉnh pháp sư trước mấy phút không, bạch sư? Dạ, kính chào thầy Thạch Thường vừa vào đạo tràng. À, nét của thư có vấn đề rồi. Dạ, sa thú, kính cảm ơn Vinh Quát Tha Ná, Xích Thi Na, Xích Cẩm Vân, Xích Trạng Đông đã hoan hỷ lên ông bài. Dạ, bây giờ thì sư trở ra rồi, nhưng mà giờ đạo tràng chúng ta đang không có vị ông bài ban trong ban điều hành. Quỳnh Quách Thanh Á, Xích Rạng Đông và tất cả quý vị có đồng ý cho Nhật Quỳnh thỉnh pháp sư sớm không ạ? Thỉnh pháp sư sớm nha, để sư trở vào thì chúng ta được nghe pháp ha. Dạ, chứ bây giờ chẳng lẽ để bằng tí xíu. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, dạ, Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư trước khi đạo tràng chúng ta được từng tòa pháp tăng giảng dạy bài học ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn Châu Khoan cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, Nam Mô Tham Ma. Dạ, Nam Mô Sang Kha. Dạ, Nam Mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Nam Mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Nam Mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Ramma Chaloka Thi Bati Saham Bati Katan Chali An Thi Varang Ayakatha Santi Thasattap Barachap Kachatika Đề xê tụ thâm măng à nu căm bi măng ba chăng
sa tham ma phê rìm vi na yán cha ca yán su tan cha băng thăng a phi tham ma chăm măng a cô ta yên tơ ta tư sát cha đăng đăng ba bơ than a dê ba đi xa dạ mặt chê chúng sanh tất cả hương hàng à, như sen trong nước minh quang luôn chờ trời lâu mọc đặng nhờ ánh sáng à, cho hoa lành đại tạng mùi hương pháp màu ánh sáng phi thường à, chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi. Quyết lòng mở đạo dạy đời, à, nhắm vương lộc giá ngày dời chân sang. Thuyết pháp đổ các hàng đệ tử, à, có năm thầy thinh dự pháp từ. Đó là nhóm kiều trận như, à, được nếm hương vị hư dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp ma 45 hạ giáp vẹn toàn một lòng chăng thôi không mòn à, những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ân phổ cập ma đám mưa lành rưỡi khắp thế gian bởi nhân cơ tính rõ ràng a thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn từ bi chúng sanh ngồi khắp chốn ni a tối mê cầu được trí trí vẹn toàn dạ sư cũng chưa trở vào đạo tràng phải không Vinh Quách Thanh á không rạng đông thấy rạng đông có thấy sư online trở lại chưa không thấy sư online ngày hôm qua sư nói là sư xài dạ sư sinh nhật sư dùng cái dạ con đảnh, thành kính đảnh lễ đại đức Pháp Trang vừa quan lâm vào đạo tràng à sư dùng cái internet thì nó bị trở ngại rồi sư dùng cái 4G thì ok mà hôm nay không biết sư đang dùng cái gì mà bây giờ sư ra rồi sư chưa có vào được. Dạ kính chào người phương Nam như vào đạo tràng. Dạ bây giờ mình làm sao đây quý vị? Phải Nguyên Tịnh vào sớm chút xíu là để Nguyên Tịnh ôn bài. Và lúc nãy Nhật Quỳnh Lính Quýnh cũng quên mời xích thì Na ngài thỉnh pháp sư cái hồi đọc kinh rồi nhớ lại Thi Na thì đã cầm bút đọc kinh rồi hay giờ làm sao đây Quỳnh Quách Thanh á cho Nhật Quỳnh một tín hiệu chắc là mời xích Trần Đông cầm bút đi nghe băng một chút xíu đi Trần Đông dạ mời Trần Đông đi để khi nào sư vào thì Trần Đông xuống bút thỉnh sư ha. Dạ, mời Đặng Đông ạ. Mong cho tôi thoát khỏi sự khổ tâm. Mong cho tôi thoát khỏi sự khổ thân. Mong cho tôi giữ gìn thân tâm được an lạc. Quý và bạn hữu không có quan trái với mọi tính sản thoát khỏi sự khổ tâm thoát khỏi sự khổ thân giữ gìn thân tâm được an lạc mong cho tất cả thiền sinh
gìn thân tâm được an lạc. Tất cả chư tăng sa di, cư sĩ nam, cư sĩ nữ ở nơi này, không quan trái với mọi chúng sinh, thoát khỏi sự khổ tâm, thoát khỏi sự khổ thân, giữ gìn thân tâm được an lạc. Cho các thí chủ cung dường tứ hợp viện, không quan trái với mọi chúng sinh. Dạ, con thành kính lãnh lễ Thượng Tọa Pháp Thân. Vừa quan năm trở lại đạo tràng, dạ con đã thỉnh Pháp Sư rồi. Dạ bây giờ con xin thay mặt đạo tràng thành kính lãnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Thân từ bi giảng dạy bài học ngày hôm nay. Dạ, Tiểu Bầu Kinh 102 La Mã. Dạ, bây giờ Minh Quát Tha Ná cho bài học như Quỳnh sẽ đọc trước khi Sư giảng dạy bài học ngày hôm nay. Dạ, Quỳnh ơi, Quỳnh đâu rồi? Dạ, cảm ơn Quỳnh rất là nhiều. Dạ, con xin phép được đọc chánh văn trước khi chúng con cùng thỉnh sư lên giảng dạy bài học ngày hôm nay. Kinh Tiểu Bộ Itivuttaka, chương 40 Pháp, phẩm 1 La Mã, bài 102 La Mã. Này các tỳ kheo, ta thuyết sự diệt tận các lậu hoặc cho người biết, cho người thấy, không phải cho người không biết, cho người không thấy. Và này các tỳ kheo, cho người biết gì, cho người thấy gì là sự diệt tận các lậu hoặc. Này các tỳ kheo, cho người biết, cho người thấy, đây là khổ, đây là sự diệt tận các lậu hoặc. Này các tỳ kheo, cho người biết, cho người thấy rằng đây là khổ tập, là sự diệt tận các lậu hoặc. Này các tỳ kheo, cho người biết, cho người thấy rằng đây là khổ diệt, là sự diệt tận các lậu hoặc. Như vậy, này các tỳ kheo, cho người biết, cho người thấy, đây là khổ diệt, là sự diệt tận các lậu hoặc. Như vậy, này các tỳ kheo, cho người biết, cho người thấy, đây là con đường đưa đến khổ diệt, là sự diệt tận các lậu hoặc. Như vậy, này các tỳ kheo, cho người biết, cho người thấy là sự diệt tận các lậu hoặc. Vị hữu học, học tập, hành trì đường chánh trực trong diệt tận ác pháp và trí bậc thứ nhất. Tiếp đến là chánh trí này vô thường, tiếp theo chánh trí ấy chính là sự giải thoát. Giải thoát trí vô thường trong diệt tận trí không, với các loại kiết sự được đoạn tận ở đây. Không phải kẻ biến nhát, kẻ ngu không biết gì có thể chứng ngộ được niết bàn vô thượng này, sự giải thoát hoàn toàn tất cả mọi trói buộc. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Tân từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng buổi học pháp được an vui tiến hóa. Con kính nhân Mít Tránh Sư ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy giả. Nam Mô
Dhammaya, Namo Sankhaya. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị cho biết đã nghe rõ. Hôm nay thì chúng ta học bài tiểu bộ kinh số bài 102 La Mã. Trước khi giảng bài học hôm nay đó thì chúng tôi cùng quý vị hướng về đảnh lễ Tam Bảo tóm tắt. Arahang Samma Sambuddho Buddhang Phakawantang Apiwadeyami. Nhất tâm đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A La Hán chánh đẳng giác, đấng thiên nhân sư bi trí vẹn toàn. Swakato Phakawata Thammo Thammang Namasami. Nhất tâm đảnh lễ giáo pháp do Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng, đạo chuyển mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc thiết thực hiện tiền vượt thời gian. Subhatibano Phagawato Sawakasangho Sankhang Namasami. Nhất tâm đảnh lễ chư hiền thánh tăng, các ngài đã đắc quả thánh hoặc còn phàm là mô phạm của quần sinh, là phước điện của chư thiên và nhân loại. Nguyện cầu ơn Tam Bảo gia hộ cho chư tôn đức, quý cô tu nữ, quý thiện nam tín nữ luôn được sự an lạc. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, cảm ơn quý Phật tử rất nhiều cho biết đã nghe rõ. Mấy hôm nay thì cái mạng rất là yếu. Có khi thì xài 4G được, nhưng mà có khi thì cũng xong xài được. Wi-Fi thì cũng có khi mạnh, có khi yếu. Thường là bị kêu rét rét, nó không nghe được. Nhưng mà có khi thì quý vị, chúng tôi nói quý vị nghe rõ, nhưng mà quý vị nói thì chúng tôi nghe không nghe không được. Dạ, đó là những cái trở ngại mà hôm giờ là thường nửa tháng nay là gặp tình trạng như vậy rồi. Dạ, để không mất cái thời gian của quý vị, chúng ta sẽ đi vào trong cái bài học hôm nay. Cái bài học hôm nay đó thì Đức Phật này dạy cho chúng ta về về tứ đế, về tứ đế, tức là bốn cái chân lý cao thượng mà ở đó chúng ta đối với các bậc thánh cũng như là chúng ta đang nhận thức, đang tu tập và đang biết rõ theo cái nghĩa tương đối hoặc là cái nghĩa tuyệt đối. Chân bốn pháp chân đế ở đây là khổ tập diệt đạo. Khổ tập diệt đạo. Khổ tập diệt đạo này đó thì thật sự ra thì trong cái nội dung của cái bài kinh này, Đức Phật này nói ta thuyết sự diệt tận các lậu hoặc cho người biết, cho người thấy, không phải cho người không biết, không phải cho người không thấy. Như vậy thì biết và thấy ở đây đó là biết là biết bằng với cái trí tuệ, thấy là thấy bằng với cái trí tuệ. Nếu mà mình nói đến bốn cái pháp chân đế này đó thì thật sự ra đó là khổ đế là pháp mà cần phải biết. Trong kinh gọi đó là Parinibbana Dhamma, tức là khổ, khổ đế. Cái pháp thứ hai là tập đế, tức là pháp mà cần phải phải đoạn trừ. Pháp mà cần phải đoạn trừ. Pháp mà cần đoạn trừ ở đây chính là tha mái. Tha mái, tức là Baha Tapa Dhamma, tức là chỉ cho tha mái, chỉ cho rõ là tha mái. Pháp tập đế là tha mái. Pháp thứ ba mà Đức Phật ngài dạy đó là cần phải chứng đắc, tức là Sacchika Katapa Dhamma, tức là pháp mà chúng ta cần phải được chứng đắc, đó là niết bàn. Đó là niết bàn, hay là bốn đạo bốn quả một niết bàn đó. Như vậy thì pháp đó là pháp cần phải chứng đắc. Và cái pháp cuối cùng là pháp cần phải trao dồi, cần phải tu tập, đó là
Pha Quê Thấp Ba Tham Má, tức là đạo đế. Chúng ta muốn được chứng đắc Niết Bàn, chứng đắc quả vị thánh nhân, thì chúng ta cần phải thực hành cái con đường đạo đế. Đó là bốn sự thật. Mà ở đây đó thì nếu mà mình nói ở trong Vi Diệu Pháp đó, khổ đế tức là 81 tâm hiệp thế. 81 tâm hiệp thế. Bởi vì sao? 81 tâm hiệp thế chúng ta là trừ ra đi hết lại 40 tâm siêu thế rồi, thì còn lại là 81 tâm. Trong đó có 54 tâm dục giới, 15 tâm sắc giới và 12 tâm vô sắc giới. Những tâm đó được gọi là tâm hiệp thế. Như thế nào được gọi là tâm thế? Tâm hiệp thế là tâm mà biết cảnh ngoài Niết Bàn ra, thì những cái cảnh đó nó liên quan đến với cái dục sắc và vô sắc, vân vân. Thì ở đây đó là tâm hiệp thế là biết cảnh xoay quanh ở trong cõi dục, xin lỗi, ở trong cái thế gian này, dục sắc và vô sắc, cho nên gọi là tâm hiệp thế là vậy. Còn tâm siêu thế tức là tâm lấy Niết Bàn làm cảnh, chứng đắc thành tựu, ở đó chỉ cho 40 tâm siêu thế. Và trở lại, khi Đức Phật Ngài dạy rằng là khổ đế là pháp cần phải biết, tức là Parinyaya Dhamma. Parinyaya Dhamma tức là pháp mà cần phải biết. Như vậy thì hiện khởi ở trong đời sống này á, như trong kinh mô tả là sanh là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, cầu muốn không được là khổ, thương yêu xa lìa là khổ. Tóm lại do chấp thủ năm quẩn mà khổ. Như vậy thì mình thấy cái khổ mà mình nhìn có thể dễ nhìn nhất á, đó là gì? Sanh ra. Chúng ta bắt đầu là nói cho một cái cách sát nghĩa hơn á, là bắt đầu chúng ta tục sinh vào trong bào thai của mẹ, của người mẹ rồi, hay hoặc là chúng ta hiện khởi ở đâu thì bắt đầu là chúng ta đã có mặt rồi. Khi có mặt là bắt đầu là khổ rồi. Khổ. Cho nên là dù gì đi nữa, người ta nói là mầm mống xanh là mầm mống của sự chết, và sự tập hợp, sự hạnh phúc là nguồn gốc của đau khổ. Nói như vậy thì không phải là thừa, mà cũng không phải là lý luận, mà rõ ràng là khi chúng ta có hạnh phúc mà chúng ta mất đi cái hạnh phúc đó là chúng ta đau khổ. Và khi chúng ta bắt đầu ra đời, là chúng ta sanh ra đời, thì đồng có nghĩa là bắt đầu mất, chúng ta sẽ chết. Chết trong cái nghĩa đen mà thường thức đó, là khi chúng ta tắt hơi thở, chúng ta bỏ cái thân này nguội lạnh đi đó, thì đó là chết. Nhưng mà chết ở trong cái nghĩa xác thực nhất, ở trong chân đế đó, thì mỗi sát na chúng ta cũng đều là chết. Như là trong kinh gọi là tâm qua 17 sắc nhào một khi, có nghĩa là bắt đầu là tâm chúng ta sanh diệt 17 lần, thì sắc pháp của chúng ta, tức là tế bào của chúng ta ở trong cơ thể của chúng ta. Mình nói tế bào là nói theo cái từ y học, nhưng mà mình nói sắc pháp á, là nó sanh diệt theo từng sát na, có nghĩa là chúng ta nói cái từ thuật ngữ chuyên môn của Phật học. Như vậy thì trong mỗi sát na như vậy đó, nó cũng đều là sinh diệt rồi. Chúng ta có chết, vì có chết như vậy đó cho nên là chúng ta mới có trưởng thành. Ví dụ như là đứa bé trai, đứa bé gái, rồi sau đó trở thành cậu thanh niên hoặc là cô thiếu nữ gì đó, rồi sau đó mới trở thành một cái người thiếu phụ hay là một cái người đàn ông, rồi sau đó trở thành ông lão hoặc là bà lão, thì chúng ta đang sanh diệt trong từng khoảnh khắc đó. Như vậy thì nói là sanh là khổ là đúng, là vì khi mà chúng ta, Đức Phật dạy cho chúng ta khổ là để nhận ra những điều đó, chứ không phải là Đức Phật gọi là tiêu cực. Không phải là Ngài là tiêu cực, Ngài nói khổ để cho chúng ta chán nản. Nhưng sự thật là chúng ta có chán nản với cái sự sanh tử này đó,
có nhàm chán với cái sự sanh tử này đó, hay là chúng ta cảm thấy đau khổ của sự luân hồi sanh tử đó, thì chúng ta mới có thể ly được cái sanh tử, chúng ta mới có thể ly được cái tham ái. Như vậy thì khổ đế ở đây đó là sanh là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, không muốn, cầu muốn không được là khổ, thương yêu xa lìa là khổ. Chúng ta có ba cái hiện tướng của khổ, ba cái bản chất của thọ khổ. Của khổ là gì? Là khổ khổ, dukkha dukkha ta. Tức là chỉ cho cái khổ mà chúng ta phải đói ăn, khát uống, rồi lạnh thì mặt nóng thì che chắn, vân vân. Rồi những cái cảm thọ ở trong đời sống, cái khổ đó nó diễn ra ở trong đời sống chúng ta. Rồi cái nạn tai trong cái kiếp sống của chúng ta, bệnh tật mà nó diễn ra ở trong đời sống, bệnh tật nó diễn ra trong đời sống bất cứ một cái thời điểm nào. Rồi chúng ta đau đớn cảm thọ của sát thân, đau đớn bởi cái cơn quỵt bệnh á, bởi cái cơn bạo bệnh hoành hành chúng ta, thì khi chúng ta thấy những nhận những điều đó thì khổ. Cho nên là sự thật ra đó là mình lúc nào mình khổ đau thì mình nhận thức ra cái khổ. Khi mà cái cơn bệnh của mình á, thì cũng có thể là một phần nào đó mình nhận thức bằng cái trí tuệ, trí phàm phu của mình, mình có thể nhận thức được khổ. Nhưng mà rồi đó thì sau hết cái cơn bạo bệnh đó rồi thì đau trở về đói, chúng ta bị mê muội trở lại. Giống như là cái câu mà người xưa nói rằng không thì biết khổ, nhưng mà mê vẫn là mê. Thì bản chất của chúng ta là vẫy còn đẩy vẫy vẫy đầy cái vô minh đó, cho nên là chúng ta lấy cái khổ làm vui, mà bản chất đó là khổ. Cho nên là cái khổ khổ là bao nhiêu cái cuộc sống này. Rồi cái hành khổ, tức là cái cảm thọ của chúng ta, bao nhiêu cái sự đau đớn của xác thân, bao nhiêu cái sự sầu muộn của tâm lý của chúng ta, rồi bao nhiêu cái sự vui háo hức của tâm lý của chúng ta, rồi bao nhiêu cái điều mà chúng ta chấp nhận với những cảm thọ đó, tức là thọ xả đó, thì nó cũng là một cái khổ. Cái khổ đó là sự diễn biến của tâm lý, cái khổ đó là diễn biến của sắc thân của chúng ta. Bởi vì dù gì đi nữa thì sắc thân của chúng ta cũng đang biến đổi, đó là định lý của vô thường. Rồi gì nữa thì cái của chúng ta cũng là đang chịu cái sự vô thường đó. Vô thường là như vậy. Vô thường là như vậy. Cho nên cái sự khổ khổ là như vậy. Rồi hoại khổ là sự biến đổi từ trạng thái này. Hành khổ là sự biến đổi từ trạng thái này sang tới trạng thái khác của tâm lý và thể chất. Rồi hành khổ, hoại khổ, tức là hả cái gì nó có cảm thọ đó, nó thay đổi cho một trạng thái khác, từ cái cảm thọ này sang tới cảm thọ khác đó, nó cũng là một cái sự hoại khổ. Thí dụ như bây giờ này, chúng ta đang đói thì chúng ta ăn thì cảm thấy no, thì chúng ta cảm thấy đó là hạnh phúc. Đó là hạnh phúc. Nhưng mà chúng ta đang no như thế này rồi, sát lát sau chúng ta đói thì chúng ta cảm thấy nó là khó chịu rồi, không phải là hạnh phúc rồi. Rồi chúng ta thấy là cứ một ngày đó, những ngoại trừ những cái giờ ngủ thì chúng ta có những cái sự thay đổi. Những cái giờ ngủ thì cái tâm của mình nó có thể là rơi vào cái trạng thái tâm hữu phần. Nhưng mà rồi đó thì quý vị biết rằng nó có những lúc đó, chúng ta cũng có cảm giác vui buồn ở trong đó, giận dữ ở trong đó, nó có. Rồi những cái lúc mà chúng ta thức đó, thì chúng ta cứ cọ này, thay đổi cảm thọ này sang tới tổn thọ khác. Vì những cái cảm thọ nó lâu quá thì chúng ta cảm thấy nó khổ, thay đổi cho cảm thọ một cái cảm thọ mới thì chúng ta cảm thấy nó là hạnh phúc. Nhưng mà rồi cái đó nó cũng không bền, rồi nó sẽ thay đổi cho một cái trạng thái khác nữa, cảm thọ khác nữa, thì chúng ta hoàn toàn trong một cái trạng thái hết sức là hụt hẫng, hụt hẫng từ ở tâm lý và thể chất. Cho nên cái hành khổ hoại khổ là như vậy. Tóm lại đó là do chúng ta có cái năm quẩn này, có sắc quẩn,
có thọ quẩn, có tưởng quẩn, có hành và có tước quẩn. Do chúng ta chấp thủ với đối với năm quẩn này, sắc quẩn là tôi là sắc quẩn là tự ngã của tôi, vân vân. Chúng ta chấp như vậy cho nên là mọi chuyện nó cũng đều xoay quanh cái tôi đó, mà chúng ta khổ liên quan đến với năm quẩn này. Sắc quẩn là thể chất của chúng ta, rồi cảm thọ của chúng ta cũng vậy. Cảm thọ này là tôi là cảm thọ, hay là tạm cảm thọ là tự ngã của tôi. Thức cũng vậy, tưởng cũng vậy, hành cũng vậy. Như vậy thì cái gì mà nó liên quan với năm quẩn do sự chấp thủ đó? Bởi vì quý vị biết là chấp thủ nó liên quan đến dục thủ, tức là những cái gì mà liên quan đến cái thụ hưởng của các cái giác quan của mình. Thụ hưởng ở đây đó là sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc, và chúng ta cảm thấy thích thú và bám chắc vào đó, thì cái đó là liên quan đến dục thủ. Cái tâm của mình bám chắc vậy đó. Tham á, nó chỉ là tìm kiếm thôi. Ái nó cũng chỉ là tìm kiếm, hướng đến thôi. Nhưng mà thủ nó lại là gìn giữ. Thủ nó lại là giữ lại, gìn giữ, bảo vệ, không buông bỏ. Đó là thủ. Cho nên mà cái gì mà tâm chúng ta đắm nhiễm ở trong ngũ dục thì đó là dục thủ. Liên quan đến cái quan điểm của chúng ta, nghĩ đến thường kiến, đoạn kiến, cái nghĩ của mình, cái quan điểm suy nghĩ của mình nó lệch lạc. Nó lệch lạc thì cái đó nó gắn liền với lại cái kiến thủ của mình. Mà ở đây đó là nó chấp thường. Chấp thường là chấp mà có cái gì đối với trong năm quẩn này, hay là ở trong năm quẩn này có cái gì đó nó tồn tại. Hay người ta gọi đó là tự ngã, hay người ta gọi đó là linh hồn, hay người ta gọi đó là một cái chân thể, chân tâm gì đó gắn cho một cái gì đó. Sự thật ra thì các pháp đều là do nhân duyên, do điều kiện tạo thành, hợp thành. Ngay cả sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự nếm, sự đụng của chúng ta, nó cũng là một trong những cái do cái sự cấu thành, hợp thành mà thôi. Nó không có cái gì mà nó độc lập một mình nó cốt lõi một mình nó. Vì vậy cho nên là chúng ta thấy các pháp nó đều là vô ngã, là như vậy. Vô ngã là như vậy. Chấp thường, rồi chấp ở trong cái phương pháp hành trì của mình á. Nhiều khi cái phương pháp hành trì có những gì đó, quý vị thấy rằng hành trì Phật trao dồi cái tâm này, nhưng mà trao dồi sai, lại cứ chấp hoài, nghĩ là cái gì mình làm là đúng. Ngày xưa đối với người Ấn Độ thì họ có hai cái truyền thống. Cái truyền thống mà có một cái phinh hướng là nghiêng cái tâm của mình vào cái sự thụ hưởng, là lợi dưỡng. Rồi một truyền thống nữa đó là nếu muốn tu tập thì nên hãy khổ hạnh ép sát, làm cho thân xác này nó tiêu tụy thì cái phiền não nó sẽ diệt tận. Nhưng mà kỳ thật không phải là như vậy. Từ khi nào cái tâm của mình, trừ khi nào cái tâm của mình tự tu tập để rồi mình trao dồi và mình tận diệt được cái tham ái, thì lúc đó chúng ta mới thật sự là giải thoát. Như vậy thì ở đây cũng là cái hiện khởi mà Đức Phật dạy cho chúng ta là cần phải biết. Cái thứ hai nữa đó là Đức Phật dạy tập đế là pháp cần phải đoạn trừ. Bởi vì chữ Samudaya ở đây tức là pháp mà tiêm nhiễm, nó dẫn đến cái tiêm nhiễm luân hồi sanh tử. Vì vậy cho nên là nó là một cái pháp nguy hại. Mà tập đế ở đây là chỉ cho tham ái. Tham ái. Ở đâu có tham ái, có dục ái, có sắc ái, có vô sắc ái. Có dục ái là những chúng sanh ở trong cõi dục, đắm nhiễm trong cõi dục và thụ hưởng trong cõi dục, lấy dục làm sự trưởng dưỡng và phát triển, rồi gắn kết với nó, thì cái đó được gọi là dục ái. Rồi có chúng sanh vượt ra khỏi dục nhưng mà lại là thỏa thích trong cái sự hỷ lạc ở trong cái thiền chứng của mình. Thí dụ như chúng ta thấy các vị Phạm Thiên sau khi chứng thiền rồi nghĩ rằng cái mạng sống của mình nó trường thọ lắm, nó bất biến, nó không bao giờ biết diệt, không bao giờ, bởi vì thấy tuổi thọ nó dài quá đi.
Không phải như mình 100 năm, 5, 70 năm rồi chết, có tuổi thọ ở cõi sắc, có một số cõi thì chúng ta thấy rất là dài. Vì vì sống dài, sống lâu như vậy, cho nên là họ nghĩ họ là cái người trường tồn bất biến. Nhưng mà hãy chấp vào đó, nó cũng là một trong những hiện tượng chấp thường kiến, trong kinh gọi đó là Sasatadhiti. Sasatadhiti. Rồi cái người mà chấp vào đoạn nữa, có nghĩa là quan niệm rằng sau khi chết là hết, chết là hết. Cho nên là chết là hết là đoạn. Mặc dù là các vị tổ sư của Phật giáo Bắc Truyền nói là nên chấp hữu như Tiêu Di Sơn, mặc chấp vô như là giới tử. Có nghĩa là sao? Thà là mình chấp có đời trước, có đời sau, có phước, có tội thì còn đỡ hơn là mình chấp có nó nhỏ như cái hạt cải, xin lỗi, nó chấp nên chấp hữu như Tu Di Sơn, tức là thà là chấp có như núi Tu Di nó còn đỡ hơn là chúng ta chấp không như là cái hạt cải. Nhưng mà cả hai cái chấp này đều là sai lệch, đều là sai lệch, hai cái chấp này phải sai lệch. Vì vậy cho nên Phật dạy chúng ta phải đoạn tận ái, dục ái, sắc ái, rồi vô sắc ái. Tức là có những chúng sanh á, vượt lên trên cõi sắc, rồi lại đắm nhiễm ở trong cái thiền vô sắc. Nhưng mà cũng là cái sự trói buộc. Do cái gì? Do vô sắc ái đó. Do cái ái mà nó liên quan đến những cái đề mục của các vị phạm thiên ở cõi trời vô sắc. Rồi hoặc là họ ái nhiễm ở trong cái cõi vô sắc, để rồi họ có mặt ở trong cõi vô sắc. Như vậy thì ái là chất liệu để tạo nên mọi sự đau khổ. Bởi vì sao? Cái thứ nhất á, là nó tìm đi cái sự hiện hữu ở trong cuộc đời này. Ở đâu có sự hiện hữu là còn vô thường, còn khổ, còn vô ngã. Ở đâu có sự hiện hữu là có nhiều, ở đó sẽ có nhiều cái sự khổ đau. Và để mà chấm dứt được khổ á, là chỉ có đoạn trừ được tập ái, tập đế, tức là tham ái. Mà nãy chúng tôi đã nói dục ái, sắc ái, vô sắc ái, hay là dục ái, hữu ái, phi hữu ái, tức là chấp thường và chấp đoạn, cũng ái mà chấp thường và chấp đoạn. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng Đức Ngài nói là đây là khổ là cần phải biết, nhưng mà đây là tập á, thì cần phải đoạn diệt nó đi. Đoạn diệt đó đi. Cái chữ gọi là ba ha tắc ba thâm má, có nghĩa là pháp cần phải đoạn trừ, cần phải lìa đoạn nó đi. Bởi vì chúng ta có tu gì tu, nhưng mà chúng ta không đoạn trừ được tham ái thì chúng ta vẫn còn phải khổ đau. Làm thiện sự nhưng mà vẫn hướng đến, do cái tham ái nó thúc giục, là động cơ để thúc giục cho chúng ta làm. Rồi chúng ta cứ nghĩ tưởng đến những cái sự thụ hưởng ở trong mai sau, cái gì đó, thì cái đó nó cũng là cái ái. Mặc dù chúng ta sanh ở cảnh giới tốt đi nữa, cảnh giới lành đi nữa, tức là cõi các cục cảnh giới vui đi nữa, nhưng mà nó vẫn còn hiện hữu. Mà hả, còn hiện hữu là còn cái sự khổ đau, còn sự khổ đau. Như vậy thì tập đế là một pháp mà Đức Phật Ngài dạy là pháp cần phải đoạn trừ. Tập đế tức là chỉ cho tham ái. Tu gì tu nhưng mà không đoạn trừ được tham ái thì mình phải khổ đau. Cái ái này đó, nó liên quan đến cái quan điểm chấp của chính mình. Vì vậy cho nên là cái đó là cái chất liệu tạo nên cái đời sống hiện khởi. Và cái đời sống hiện khởi là do cái hành động của mình tạo ra. Hành động đây là do cái động cơ của tham ái khiến cho mình hành động. Mà mình có hành động là mình có tạo tác, có đầu tư thì mình sẽ có sự thụ hưởng. Điển hình là mình tạo cái nghiệp gì đó, nghiệp đó kể cả nghiệp thiện và luôn cả nghiệp bất thiện. Nghiệp bất thiện thì đưa đến khổ cảnh rồi, nhưng mà nghiệp thiện nó cũng là nhân để đưa đến luân hồi. Chỉ có một người mà tạo được thiện nghiệp, tất cả những cái phước báo công đức mình tu tập á, thì mình cũng mong rằng ly khổ, chấm dứt được phiền não, chấm dứt được luân hồi sanh tử khổ đau, thì quả mai chăng
thì cái người đó sẽ sớm được cái đoạn trừ được cái khổ đau, còn không thì khó khó đoạn trừ được khổ đau. Như vậy thì khổ đau nó bắt nguồn từ ở cái tập đế mà ra. Như vậy thì chúng ta thấy rằng giữa nhân quả, nhân đó là tập đế, nhưng mà quả đó là khổ đế. Chúng ta có khổ gì bởi chúng ta có tập đế. Chúng ta có tham ái. Đức Phật ngài nói đó là sự thật, đó là sự thật. Cái thứ tư nữa là Đức Phật ngài nói thứ tư là diệt đế. Diệt đế tức là chữ nikrotha tham á, tức là pháp mà cần phải thành tựu chứng đắc á, để thành tựu chứng đắc. Mình tu gì đi nữa, không phải là chúng ta mong vọng, không phải là chúng ta không phải là chúng ta vội vã, và cũng không phải là chúng ta tham luyến, mà là tất cả những cái gì mà chúng ta tu tập trong công đức thiện sự hàng ngày, nên có một lần nó nên có một cái sự thiện nguyện, nên có một cái sự phát nguyện là do nhân này chấm dứt khổ đau. Ví dụ giống như là giống như là cái câu mà gọi là imang nibbanasapacchayohotu đó, nguyện phước này, nguyện cái phước này đó để làm nhân làm duyên để đưa đến chứng đắc niết bàn. Chúng ta nguyện vậy, bởi vì chỉ có cái chấm dứt được khổ đau mới là không còn, chấm dứt được cái luân hồi sanh tử mới là không còn khổ đau. Cái chỗ này nó rất là tế nhị, bởi vì có một số người đó thì nghĩ rằng mình tu tập để được cái gì, và tại sao là tu tập để là cuối cùng không được cái gì, mà sự thật ra đó chúng ta cái quả vị nó cũng chỉ là cái quả vị đó là cái mà chúng ta tu tập để nó đoạn tận được phiền não, chứ không phải là để có một cái quả vị gì đó như người ta nghĩ là có một cái ngai vàng hay là có một cái gì đó để thụ hưởng, thì quả thật là không phải như vậy. Diệt đế không phải là như vậy, bởi diệt đế là chỉ cho niết bàn, mà niết bàn ở đây có cái nghĩa nhiều, nghĩa định nghĩa nhiều, cái từ để định nghĩa về niết bàn đó là chấm dứt luân hồi khổ đau, đoạn tận được phiền não hay chấm dứt ngũ uẩn, thì đó là một cái nghĩa sát nhất mà chúng ta thường thấy. Ở đâu có hiện hữu của ngũ uẩn thì ở đó có khổ đau. Mà niết bàn là trạng thái chấm dứt được cái nhân sanh tử luân hồi, tức là không còn phiền não và không còn cái tái hiện trong đời sống luân hồi nữa. Có nghĩa là chấm dứt ngũ uẩn thì đó là hạnh phúc. Mà hạnh phúc đó là hạnh phúc cao thượng, như Đức Phật dạy rằng Nibbanam Paramam Sukham là như vậy, tức là hạnh phúc niết bàn là hạnh phúc cao thượng nhất trên cuộc đời. Vì như vậy thì ở đây khi mà nói đến cái sự thật thứ tư nữa, đó là đạo đế. Đạo đế, đạo đế ở đây là pháp cần phải trao dồi, cần phải tu tập. Chữ pha quê tắp ba tâm má có nghĩa là pháp cần phải trao dồi, cần phải tu tập. Mà tu tập cái gì? Trao dồi tu tập ở đây là tu tập ở trong bát chánh đạo, tức là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Hay nói cách khác, tu tập 37 pháp trợ giác ngộ, Bodhipakkhiya Dhamma, tức là pháp đưa đến giác ngộ, tức là bao gồm cả tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý cúc túc, ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi, bát chánh đạo đó, thì tổng tất cả là 37 pháp. Và chính 37 pháp này mang đến cái sự an lạc tu tập để mà đưa đến cái chứng đắc của niết bàn. Bởi vì ở đây đó, một người mà thực hành đạo đế nó có hai phương diện. Một cái phương diện thứ nhất là chúng ta tu tập. Bởi vì theo Di Diệu Pháp thì sở hữu bát chi đạo, sở hữu bát chi đạo nó hợp được hai phương diện trên hai cái loại tâm. Nó hợp ở trong tâm đại thiện, đó là giai đoạn tu tập, chúng ta trao dồi,
chúng ta tu tập những cái bát chánh đạo. Sở hữu bát chi đạo ở đây đó, tức là chánh kiến, tức là chỉ cho sở hữu trí tuệ. Chánh tư duy là chỉ cho sở hữu tầm. Chánh ngữ là chỉ cho sở hữu chánh ngữ. Chánh nghiệp là chỉ cho sở hữu chánh nghiệp. Chánh mạng là chỉ cho sở hữu chánh mạng. Chánh tinh tấn là chỉ cho sở hữu cần. Chánh niệm là sở hữu niệm ở trong 24, ở trong những 25 sở hữu tịnh hảo, một trong 19 sở hữu tịnh hảo biết hả? Rồi sở hữu nhất hành nó thuộc về chi định, nó thuộc về chánh định ở trong bát chánh đạo. Như vậy thì khi mà nó hợp ở trong tâm đại thiện thì cũng chỉ là giai đoạn tu tập thôi. Tức là chúng ta trao dồi, chúng ta ráng cố gắng trao dồi, tu tập sửa chữa để chúng ta có được cái chánh kiến. Cái chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng trên phương diện thấy biết của cái gì? Thấy biết của một cái trí tuệ của người phàm phu tu tập. Rồi sở hữu bát chi đạo đó, nó có thể hợp ở trong tâm siêu thế. Tâm siêu thế, đặc biệt là nó hợp ở trong tâm đạo. Hợp được trong tâm quả là hiển nhiên nó là như vậy. Nhưng mà hợp trong đồng tâm đạo là để nó cắt đứt phiền não, hay là nó sát trừ phiền não. Nó hợp ở trong tâm đạo. Tâm này là chỉ có tâm của Bậc Thánh thôi. Tâm đạo tức là sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo. Theo như dự pháp, mặc dù nó cũng chỉ là một sát na thôi, nhưng mà nó sanh khởi lên để chi? Để nó cắt đứt cái phiền não đó, cái phiền não mà Bậc Thánh nó đoạn tận. Là đến khi nào đoạn hết hoàn toàn thì chấm dứt khổ đau. Còn mà chưa có đoạn hết thì cũng còn một chút khổ đau chút. Nó như vậy. Còn người phàm phu thì giai đoạn tu tập chỉ là trao dồi thôi, chứ nó chưa có đủ phải là giai đoạn tu chứng. Tu chứng là như là các trình độ của các cái bậc thánh. Thì ở đây trở lại khi nói đến đạo đế là một trong những cái pháp mà Đức Phật ngài dạy là rất là quan trọng, bởi vì nó đưa đến để dành cho người có trí thấy và biết. Đây rất là quan trọng, chứ không phải cái người mà vô trí không thấy không biết. Thấy ở đây không phải là thấy bằng nhục nhãn là con mắt thịt của mình, mà thấy biết ở đây là thấy bằng cái trí tuệ, chỉ nhà ná, thấy bằng cái trí tuệ để đoạn tận cái phiền não. Và khi bà thấy bằng cái trí tuệ là thấy một cách chuẩn xác, thấy một cách rõ ràng, để thấy là bởi vì vậy cho nên là đối với Bậc Thánh Tu Đà Quần á, thì các vị dù gì đi nữa thì các ngài cũng là một cái vị đoạn tận giới. Phiền não được đoạn, tức là các ngài không có thanh tịnh về giới, cho nên là các ngài không có tái phạm, không có làm những cái lỗi lầm do thân khẩu ý. Do không có lỗi lầm của thân khẩu ý, cho nên các ngài không vĩnh viễn không đọa vào bốn đường ác đạo. Nhưng mà còn tha mái không? Còn tha mái. Bởi vì trong 48 tâm tham á, thì có hết 4 tâm tham tương ưng tà kiến rồi, và 4 tâm tham còn lại là ly tà kiến, tức là không có tà kiến. Như vậy thì cái tà kiến là cái nhân để đưa đến luân hồi, đưa đến cái khổ thú địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và A-tu-la. Như vậy thì Bậc Thánh Tu Đà Quần là thanh tịnh về giới, là các ngài không đọa vào 4 đường ác đạo. Rồi Bậc Thánh hữu học khác là nhị quả hoặc là tam quả, đó là tùy theo cái mức độ tu tập của các ngài. Và Bậc Thánh vô học là chỉ cho Bậc Thánh giải thoát, hoàn toàn là Bậc A-la-hán. Như vậy thì khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế, thì đạo đế là pháp cần phải đoạn trừ, sẽ là pháp cần phải tu tập, phải trao dồi. Như vậy thì ở đây đó là Đức Phật ngài nói là để dành cho người trí thấy và biết. Đặc biệt thấy và biết ở đây là thấy bằng cái trí tuệ của Bậc Thánh, biết và biết của cái trí tuệ của Bậc Thánh, chứ không phải là trí của người phàm phu.
cũng không phải là cái trí của người phàm phu, mà là trí của bậc thánh, là như vậy. Như vậy thì chúng ta thấy nè, nếu nói là khổ đế thì đối với các bậc thánh là khổ đế ta đã biết rồi. Các ngài nhận thức rõ ràng là khổ đế mình đã biết rõ mồn một rồi. Ừ, đó là như vậy, đó là khổ đó. Tái hiện cuộc đời này là khổ đó. Diễn biến cuộc đời này là khổ đó. Từ khi chúng ta có bắt đầu là chúng ta tái sanh vào lòng mẹ, cho đến khi chúng ta nhắm mắt lìa đời, thì bao nhiêu cái sự diễn biến đó là khổ. Nhận được sự khổ thì trong kinh nói, cái người mà giác ngộ được sự khổ thì đồng nghĩa là thấy được cái nguyên nhân đưa đến khổ, đó là tập đế. Mà khổ đế thì các ngài biết rồi, và tập đế thì các ngài đã đoạn trừ rồi. Ở đây muốn nói tức là các cái bậc thánh tu đầu vườn thì đoạn trừ một số phiền não, điển hình như thân kiến hoài nghi và giới cấm thủ. Rồi bậc thánh A Na Hàm thì đoạn tận được cái dục ái và sân nữa. Do đoạn tận được dục ái và sân cho nên các ngài không có tái sanh trở lại nữa, mà tái sanh về cõi Tịnh Cư Thiên, rồi từ đó tu tập luôn, tiếp tục tu tập luôn, rồi chứng đắc được cái quả vị vô sanh, các ngài giải thoát luôn. Như vậy thì khi mà chứng tam quả, các vị ấy không còn trở lại cái cõi dục này nữa, cho nên là vì ý nghĩa đó mà các bậc thánh, các bậc tôn đức, các cái bậc túc của chúng ta mới nói rằng là bậc gọi là bất lai. Bất lai là như vậy. Bất lai là không trở lại, không trở lại. Lai là trở lại. Bất lai là không trở lại. Trở lại ở đây là trở lại gì? Trở lại ở trong cõi dục. Hát sanh chứng tam quả rồi thì các ngài không có ở trong cõi dục. Thường là các ngài sẽ trú ở cõi Tịnh Cư Thiên. Tịnh Cư Thiên. Từ đó các ngài tu tập tiếp nữa, rồi các ngài chứng quả vô sanh, tức là quả A-la-hán đó. Rồi các ngài tu tập, rồi các ngài bỏ cái thân ngũ uẩn ở tại cõi đó, rồi các ngài giải thoát niết bàn luôn. Như vậy thì mình nói đến khổ đế là các ngài nói rằng là các ngài đã biết rõ. Tập đế là các ngài vẫn biết rõ, là các ngài đã đoạn trừ được rồi. Đoạn trừ được rồi. Diệt đế là các ngài đã chứng đắc rồi. Và đạo đế là các ngài đã tu tập rồi. Đã tu tập rồi. Mà tu tập ở đây đó, là xin thưa quý vị, không phải là bình thường, mà các ngài đã tự nỗ lực lấy, trao dồi cái nội tâm của mình bằng giới, định và tuệ, tức là trao dồi bằng những nền tảng để đưa đến cái đạo lộ giải thoát đó. Vì vậy cho nên là sau khi các ngài chứng đắc được cái quả vị thánh nhân, đặc biệt là quả vị A-la-hán này, thì giống như là các ngài mới nói lên một cái lời cảm thán đó, là sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nên làm, đã đặt gánh nặng xuống, không còn trở lại trạng thái này nữa. Tức là trạng thái sanh tử luân hồi đó. Không có trở lại trạng thái này nữa. Không có trở lại là trạng thái khổ đau nữa. Sanh đã tận, tức là mầm móng sanh đó, nó không còn có cơ hội sanh nữa, thì làm sao có sự tử? Làm sao có sự tử? Làm sao có sự chấm dứt cái sự sanh đó? Như vậy thì cái sự sanh nó không có, thì cái sự tử nó không có. Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, tức là chỉ cho con đường giới, định, tuệ các ngài đã thực sự là viên mãn. Bậc tu đầu vườn thì viên mãn về phần giới, cho nên không đọa vào bốn đường ác đạo do thân khẩu ý thanh tịnh. Bậc A Na Hàm là bậc hoàn hảo, toàn hảo về phần định, cho nên là sau khi các ngài thân ngoại mệnh chung mà chưa có chứng quả vị A La Hán thì các ngài sẽ sanh về các cái cõi Tịnh Cư Thiên, tiếp tục tu tập để giải thoát. Và bậc A La Hán là bậc mà hoàn hảo, hoàn thiện về phần tuệ, sau khi hảo hoàn thiện về giới, định, tuệ đầy đủ, cho nên là đó là con phạm hạnh mà các ngài đã đi qua. Như vậy thì có thể nói rằng từ ở các cái lậu hoặc,
chữ lậu hoặc ở đây đó là chỉ cho các cái diệt tận các lậu hoặc, ở đây là bao gồm cả bốn pháp lậu hoặc, kamasawak, dithasawak, dithisawak là kiến lậu, kia là dục lậu, kamasawak có nghĩa là dục lậu, dithisawak có nghĩa là kiến lậu, hữu lậu là phawasawak, tức là hữu lậu, và vô minh lậu là avijjasawak, có nghĩa là bốn cái pháp này nó ngâm tẩm, nó nhận chìm chúng sanh trong luân hồi khổ đau bao nhiêu kiếp, rất là nhiều kiếp, và chính bốn pháp này dẫn đến cái chúng ta có cái sự hành động ở trong đời sống, mà hành động trong sự mê mờ. Cho nên nếu mà nói giáo lý duyên sinh á, giáo lý duyên sinh á, có nghĩa là vô minh duyên cho hành, hành duyên cho thức, thức duyên cho danh sắc, danh sắc duyên cho lục nhập, vân vân. Như vậy thì nói như vậy thì do có pháp này cho nên là tạo ra pháp kia, có pháp kia, mà pháp này được chấm dứt thì pháp kia không có, không thể có mặt được. Hả, đoạn trận pháp này thì đoạn tận pháp kế tiếp. Đó là Đức Phật ngài thuyết về giáo lý duyên khởi, thuyết xuôi rồi thuyết ngược. Thuyết xuôi là vô minh duyên cho hành, hành duyên cho thức, rồi cuối cùng là sanh lão bệnh tử sầu bi khổ não. Thì bây giờ một người mà chấm dứt được cái sanh lão bệnh tử sầu bi khổ não, có nghĩa là họ chấm dứt được khổ, và họ chấm dứt được khổ thì do họ chấm dứt được cái ái, cái thủ, rồi họ cấm chấm dứt được cái thủ thì họ chấm dứt được cái ái, vân vân. Thì do như vậy, như vậy thì ở đây có thể nói rằng cũng chính những cái pháp này mà bậc Đức Phật ngài đã giác ngộ, và chư vị thánh giác ngộ, cho nên ta gọi là tứ thánh đế, tức là bốn cái sự thật mà bậc thánh giác ngộ. Còn nếu nói bốn thánh đế, hay là người ta gọi là tứ diệu đế, tứ diệu đế tức là những cái điều mà nó là chân lý, tứ diệu đế là một chân lý, là sự thật, là sự thật. Còn nói là tứ thánh đế có nghĩa là bậc thánh dựa trên những cái sự thật này mà các ngài tu tập giác ngộ. Như vậy thì khi nói đến tứ thánh đế thì các vị lưu ý điều đó là khổ là pháp cần phải biết thôi, chứ không cần phải tu tập. Mình phải nhận thức được cái sự khổ, mà khổ đó là có tấm thân này, có luân hồi sanh tử này, cho nên là chúng ta phải nhận thức được cái sự khổ, chứ không phải là tu tập về khổ đế. Mà khổ đế chỉ có biết thôi, chữ Parinyaya là biết, biết tri hay là biết đó, Parinyaya là biết. Rồi cái thứ hai nữa là tập đế là pháp cần phải đoạn trừ, chữ bá ha tập ba là đoạn trừ, bá ha tập ba thâm mát tức là pháp cần phải đoạn trừ. Như vậy thì để mà đoạn trừ thì chỉ có đoạn trừ được tập đế thôi, đoạn trừ được tập đế. Người tu có nghĩa là tu bằng cách này cách kia, bằng giới định tuệ gì đó, để chi đoạn trừ được cái tham ái. Tham ái, và cái tham ái này đó là cái mà mong muốn tìm kiếm, mà mong muốn tìm kiếm trong cái sự mê mờ, đó là dẫn đầu của vô minh. Vì không biết gì hết cho nên là tìm kiếm, và do tìm kiếm cho nên dẫn đến hành động. Hành động trong sự mê mờ đó là hành động của vô minh, của do vô minh dắt dẫn. Như vậy thì cái tập đế là pháp mà mình biết ở đây đó là cần phải đoạn trừ. Tu cách gì thì tu, bằng mọi phương pháp thì đoạn trừ cái tham ái. Nếu còn tham ái thì còn khổ đau. Đức Phật ngài dạy trong kinh Pháp Cú là ngài dạy rằng tham ái sinh ra sầu u, tham ái sinh ra lo sợ. Ai dứt khỏi tham ái, không sầu không sợ hãi. Tức là cái người mà dứt khỏi tham ái thì người đó không có sầu muộn, không có sợ hãi. Bởi mình sợ chết là vì mình ham sống, cho nên là mình sợ chết. Thấy cái sự chết nó đe dọa với cái mạng sống mình, nó ngắn ngủi quá, không biết nay mai mình sẽ chết nè. Cho nên là mình bằng mọi cách để muốn được sống. Vì mình muốn được sống cho nên là mình sợ chết, là như vậy thôi, không có gì hết.
Như vậy thì ở đây đó có thể nói rằng là tập đế là pháp mà Đức Phật dạy cho chúng ta biết đó là cần phải đoạn trừ. Nếu có đoạn trừ thì đoạn trừ cái tập đế, đoạn được tham ái, tức là cái căn gốc của nó. Có thể nói nó là nhân và quả. Khổ đế và tập đế nó là nhân và quả. Khổ đế là quả mà tập đế đó là nhân. Nhưng mà đạo đế và diệt đế nó không phải là nhân quả. Bởi vì nhân quả thì nó còn đối đãi, còn đạo đế nó cũng chỉ là một phương pháp, hay phương pháp để đưa đến chấm dứt sanh tử luân hồi mà thôi. Còn diệt đế nó không phải là quả, mà là do sau khi chúng ta tận diệt được cái căn nhân của cái gốc rễ đưa đến cái luân hồi khổ đau, thì cái người đó đạt được cái sự giải thoát hoàn toàn. Thì diệt đế ở đây đó nó là một cái điều do chúng ta thực hành về đạo đế. Như vậy thì không có thể nói là đạo đế nhân mà diệt đế là quả, bởi vì hả nhân là nhân và quả thì nó còn là đại, mà hả còn đối đại thì còn thiện và ác, hả còn thiện còn ác thì còn luân hồi khổ đau là như vậy. Chỉ có cái là chúng ta tu tập những thiện nghiệp để chúng ta làm nhân, gột sạch được những cái phiền não, gột sạch được cái tham ái, gột sạch những cái bợn nhơ từ nội tâm của mình, rồi mình chấm dứt hết hoàn toàn thì đạt được cái sự giải thoát. Giải thoát là ở chỗ là chúng ta không bị hệ lụy ở trong cái tham ái dưới dạng hình thức này hoặc dưới dạng hình thức kia, vân vân. Cho nên ở đây đó là điều rất là quan trọng, nói đến khổ, tập và diệt. Mà khổ đế là pháp cần phải biết, tập đế là pháp cần phải đoạn trừ. Nếu chúng ta có đoạn trừ thì nên đoạn trừ của tham ái dưới dạng hình thức này hoặc dưới dạng hình thức kia. Mà muốn được như vậy đó thì chúng ta phải thực hành cái đạo đế, tức là thực hành 37 phẩm trợ bồ đề nói rộng, hay là chúng ta nói thực hành bát chánh đạo, hay là thực hành có gọi là giới, định và tuệ để đưa đến chấm dứt sanh tử luân hồi khổ đau, đó là niết bàn hay là diệt đế. Bởi diệt đế ở đây là pháp mà không còn sự hiện hữu của năm quận, không có sự tái khởi của năm quận dưới dạng hình thức này hoặc dưới dạng hình thức kia, đặc biệt là đoạn trừ hết tất cả các phiền não. Vì vậy cho nên là nói ở đây Đức Phật dạy học tập hành trì đường chánh trực, trong việc tận ác pháp là trí bậc thứ nhất, bậc trí thứ nhất, tiếp đến là chánh trí, chánh trí này vô thượng, tiếp theo là chánh trí ấy, chánh trí là sự giải thoát trí vô thượng, trong việc tận trí khôn với các loại kiết sử, tức là chỉ cho phiền não, kilesa là pháp trói buộc đó quý vị. Được đoạn tận ở đây không phải kẻ biến nhát, kẻ ngu không biết gì có thể chứng ngộ được niết bàn vô thượng này, sự giải thoát hoàn toàn tất cả mọi trói buộc. Như vậy thì ở đây có thể nói rằng là bốn cái sự thật này là cái điều mà chắc thật, dù ngàn đời đi nữa thì chư Phật quá khứ, chư Phật hiện tại cũng như là chư Phật vị lai, các ngài cũng giác ngộ về bốn sự thật này. Mà điều này Đức Phật đã tuyên bố dõng dạc ở trong kinh Sư Tử Hống Trung Bộ Kinh. Đức Phật dạy rằng cho đến khi nào Như Lai chưa thật sự giác ngộ, liễu ngộ, chứng ngộ về tứ đế này, bốn pháp này, thì giữa cái thế giới chư thiên, Ma Vương, Phạm Thiên, Sa Môn, Bà La Môn, Như Lai chưa chuyên tuyên bố Như Lai là bậc chánh đẳng chánh giác. Cho nên là Đức Phật ngài giác ngộ về bốn pháp này, và cũng chính bốn pháp này Đức Phật ngài đã vận chuyển bánh xe pháp xuyên suốt ở trong bốn thánh đế này. Và trong kinh Dụ Dấu Chân Dôi, Đức Phật ngài nói rằng trong muôn loài các dấu chân thì dấu chân dôi là muôn loài trong cái dấu chân muôn thú đó, thì dấu chân dôi là bao trùm hết tất cả các cái dấu chân của muôn thú. Trong tất cả các cái thiện pháp á, thì tứ đế là bao trùm tất cả các thiện pháp. Cho nên nói tứ đế nó rộng ra, nó không phải chỉ gọn vẹn bấy nhiêu,
mà nói nó liên quan đến giáo lý duyên khởi, nó liên quan đến với ngũ quẩn, nó liên quan đến với nhân quả, nó liên quan đến với nghiệp báo rất là nhiều ở trong cái đời sống. Như vậy thì bậc thánh giác ngộ về bốn sự thật này, ngàn đời thì các ngài cũng giác ngộ về bốn sự thật này. Tức là khổ đế các ngài đã biết, tập đế các ngài đã đoạn, diệt đế các ngài đã chứng, và đạo đế các ngài đã tu tập thành mãn. Trong kinh nó gọi là thành mãn, viên mãn là như vậy. Chúng tôi xin được dứt lời ở đây. Thì trước khi dứt lời thì kính chúc chư tôn đức thân tâm an lạc, kính chúc quý cô tu nữ, quý Phật tử luôn được sự an vui tiến hóa. Chúng tôi xin được hướng nguyện phần phước này đến các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, chư thiên hộ trì chư tăng, chư thiên hộ trì mỗi chư Phật tử tu nữ chúng ta được an lạc trong niềm vui chánh pháp. Chúng tôi xin được xuống mít. Dạ, sa thú lần thai, chúng con kính tri ân Thượng tọa Pháp Tăng đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Dạ, chúng con tri ân Thượng tọa Pháp Tăng. Dạ, con kính thỉnh Thượng tọa Minh Hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Dạ, con kính dâng mít đến sư. Ngọt sắp mang lang rác khăn tu sắp bê đê ngọt sắp mà bụt an ưu hà vê nè sà đa sà đê vô tu tê ngọt sắp mang lang rác khăn tu sắp bê đê ngọt sắp bê hâm man ưu hà vê nè sà đa sà đê vô tu tê ngọt sắp mang lang rác khăn tu sắp bê đê ngọt sắp sang khăn ưu hà vê nè sà đa sà đê vô tu tê. Tất cả phương pháp con đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư tăng, các sự thanh lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả có tâm tịnh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con kính tri ân Thượng tọa Pháp Tăng, Thượng tọa Minh Hạnh cùng chư tôn đức đã vào room chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Ya ne wa ta san ti vi ha ra wa si ni thu pe ga re bo thi ga re ta hin ta hin ta tham ma đa đề na pa wan tu bu chi ta so thiên ca ron te tha vi ha ra mang đa lê thế ra cha ma cha na wa ca cha biết kha vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha is sa ra Sapana puta sukhita pawan tute chala bucha yepi chanda sampawa samseda chata thavo papatika niyani kang thammawa sangpatichate sappe pi dukkha sakharantu sankhayang thatu chi rang sa rang thammo Thamma thara cha vut gana Sankho ho tu sa mak vô vá Atha ya cha hi ta ya cha Amhe rat khan tu sak tham mô Sappe pi thamma cha ri no Vut thim Sampa phu ya ma Thamma ri ya pa vê di tê. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính cảm ơn quý Phật tử đang quân tập vào room nghe pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào room học pháp. Kính chào tạm biệt, cảm ơn xin xuất mít.